Đây, vừa mình lấy con TZ 40.000 của anh Thủy nha. Trả hàng cho anh trong đêm nha. Vừa lấy buổi chiều nha. Được con đấy. Sương. Con TZ này ăn ít điện mà đánh nổi đẹp đây. Đây, em lại trả hàng cho anh Thủy kích cá nha. Đánh được bài cá ngại anh ạ. Nhưng mà nói chung là nước nó chảy quá, em không quay video là nó nổi được nha. Em phải lên thuyền mới quay được. Gặp đàn nhưng mà nó nổi em vớt không kịp ấy. Thế mà nước đừng là em nước mà đứng là em đứng lại em quay video. Thực tế luôn là nó nổi luôn ấy. Con TZ 40.000 này nha. Đấy ngại đấy. Đây nha. Nhiều quá mà đánh chảy cả máu chân đây này. Thôi nha. Hello anh em, thì hôm nay em tiếp tục trả hàng hai máy TZ 40.000W cho bác khách ở bên em nhé. Thì hôm nay em ship hai con TZ 40.000W này cho bác khách ở bên Thái Bình nhé. Thì bác đặt bên em là bản nâng cấp đắp mạch này. Đấy, ok chưa? Toàn bộ đường mạch ở bên ngoài và bên trong này. Đấy, đường mạch bên ngoài bên trong mình đắp nó rất là dày và đi dây đồng vào trực tiếp chân của biến áp. Chân biến áp mình cũng đi rất là dày nhá. Đây này, toàn bộ bằng dây đồng hết. Bên mình là chú trọng sản phẩm về chất lượng nên mình làm là đảm bảo uy tín cho anh em. Đây bên này anh thế nhá. Đắp cực kỳ dày luôn, ok chưa? Chân các góc cạnh của nó mình đắp rất là dày. Tiền nào của đấy, bảo hành uy tín. Con này cũng thế nhá. Đây. TZ 40.000W. Hàng này thì anh em biết rồi, mình đăng rất nhiều video đã đánh thực tế rồi. Và anh em phản hồi rất là tốt, đánh kéo cáp cá chép da trơn cực kỳ nổi. Đấy, chân biến áp cũng thế nhá. Và mình có một con máy mình đang chuẩn bị làm cho khách. Thì đây là máy mạch zin nguyên bản Cricket V2. Đấy. Thì mình đang tiến hành đắp mạch giống như bên này nhá. Đấy anh em nhìn nhá. Đây là đắp mạch này. Đấy. Và bên chưa đắp mạch này, nhìn này. Mạch từ nhà máy ra nó mỏng dính như là lúa luôn. Nhìn chân biến áp này không có một tí thiếc nào luôn. Gọi là chỉ có phải có một tí thiếc thôi. Đấy thì anh em nên tiến hành đắp mạch. Mua bản nâng cấp ở bên em thì làm đảm bảo chất lượng, đi đánh nó ít bị hỏng, kéo cáp nó đảm bảo. Anh em nhìn này, mỏng dính luôn nhá. Anh em nhìn chân biến áp này. Đấy, chân phét này. Đấy, nhìn rõ chưa? Không phải như bên em nhé. Đấy, tiền nào của đấy. Ok anh em nhé. Thì xin phép anh em vào vỏ và hướng dẫn anh em sử dụng máy TZ 40.000W nhé. Quay trở lại với sản phẩm máy kích cá TZ 40.000W. Và sau khi mình đã vào vỏ trong cho quý khách hàng, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em đánh cáp làm sao để máy TZ 40.000W được đạt hiệu quả nhất và bền nhất. Đấy, đánh vợt. Cái dòng TZ 40.000W này thì đánh vợt nó sẽ có 5 chế độ đánh. Thì anh em đánh vợt thì có thể sử dụng chế độ số 2 hoặc số 3 nhé. Đánh vợt thì số 2 hoặc số 3. Còn nếu mà đánh cáp thì số 4, số 5. Đấy, đánh cáp thì chuyên là số 4, số 5. Vùng nước tầm 3, 4 mét khác. Đánh 6, 7 mét khác. Đấy, nước nông thì mình đánh kiểu khác và nước sâu thì mình kéo kiểu khác. Đấy, tư vấn cho anh em rõ ràng. Ở đây có nút công tắc chuyển áp số 0 đánh đánh áp tầm tầm khoảng 600V. Đấy, nhưng mà bật lên số 1 thì đánh áp tầm khoảng 800V. Đấy. Ok chưa anh em? Thì bật lên số 1 thì áp nó cao hơn, nó mạnh hơn, nó sẽ tốn điện hơn. Anh em đánh cá trắng nước nông thì có thể để số 0 nhá. Cá trắng nước nông tầm 2 3 mét thì để số 0 cũng ok rồi. Không cần mạnh, cá trắng nó chết đẹp tại tần số thôi. Thì mình hướng dẫn anh em nhé. Đằng trước thì toàn bộ nó có cái lỗ tản nhiệt, quạt gió nó có sẽ thổi nhá. Đấy. Bấm cò thử máy cho anh em nghe tiếng máy nhá. Đó, mình đang tải 3.000W nhé. Máy rất khỏe nhé. Nếu mà anh em nào đánh bằng pin ấy, khi mình kéo cáp thì mình đạp rèn, tỷ lệ mình đạp nhả cò nó nhanh nhanh ấy, thì khả năng nóng máy nó cao. Nhưng mà khi mà pin nó áp cao ấy, pin nó khỏe ấy, thì cái quạt gió này nó sẽ thổi rất là mạnh. Nhưng mà đối với những anh chị em mà đánh bằng ắc quy, quạt gió nó thổi, ví dụ mà khi mình đang còn khỏe mà mình kéo cáp thì quạt gió nó thổi nó đủ làm mát cho cái dàn phét này, thì tỷ lệ bị hỏng hóc nó rất là ít. Nhưng mà ví dụ nhá, khi bình của mình mà nó sụt áp xuống, đây nó đang báo 13.5V, khi bình của mình nó sụt xuống chẳng hạn vậy,
mình đánh bằng ắc quy mà nó sụt xuống tầm khoảng 9V mấy, mà anh em bình ắc quy nó sụt xuống tầm 9V mấy, mà anh em kéo cáp vào cái quạt gió này mà anh em đạp mà anh em mà không ngắt nghỉ cò mà anh em cứ phang rèn nhá, đấy là kéo cáp. Đối với kéo cáp, còn đánh vợt thì không nói, đánh vợt thì nó tải nhẹ thì nó ok, nhưng mà đối với anh em nào mà kéo cáp thì mình phải ngắt nghỉ để cho cái quạt gió nó làm mát, chứ anh em nào mà đạp rèn ấy thì rất dễ là bị hỏng máy nhá. Đấy thì cứ nhận hàng thì gọi lại em sẽ hướng dẫn những cái đấy. Khi mà điện áp nó cao ấy, đây thấy không, anh em thấy không, nó lên tầm khoảng 12V thì quạt gió nó thổi rất là mạnh đấy, thì nó tản nhiệt tốt. Còn điện áp mà nó sụt đi thì nó tản nhiệt kém đi thì nó rất là dễ hỏng máy, nếu mà khi anh em không biết kỹ năng đạp làm sao cho nó phù hợp đấy, thì hướng dẫn cho anh em như thế. Tiếp một vấn đề nữa là khi đạp cát thì anh em nếu mà nước tầm khoảng 2-3 mét, 4-5 mét thì anh em có thể để cái tần số như số 3, để chế độ số 3. Anh em bấm còi nhá, để chế độ số 3 này. Đấy. Bấm chẹt như này nhá. Để nhìn đồng hồ nó nhảy tầm khoảng 46 đến 48 Hz là ok nhá. Vừa chèo vừa bấm nhưng mà đi chậm nhá, không đi nhanh nhá. Đấy, bấm như mình bấm nhá. Cầm bấm vài ba giây lại nghỉ. Đấy. Đấy, khi nào mà gió nó thổi ra cái lỗ này mà anh em cảm thấy nó nóng thì anh em cho máy nó nghỉ một lúc. Đấy là đối với tình trạng kéo cáp, cho máy nó nghỉ một lúc để nó bền hơn. Đấy.